Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng, đội ngũ tổ chức hoàn thành việc test đường và chuẩn bị cho mọi điều kiện cần thiết cho giải marathon Hành trình về Làng Sen 2024. Test đường chạy là một trong những hạng mục quan trọng ở bất cứ giải chạy nào. Trong lần đầu tổ chức trên quê hương Bác, Hành trình về Làng Sen năm 2024 dù có thời gian chuẩn bị gấp rút nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe với một giải chạy marathon. Ở khâu test đường, đội ngũ tổ chức giải công tiến hành từ việc đo đạc độ dốc, bề mặt đường đến việc kiểm tra an toàn giao thông, trạm nước, y tế. Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe và an toàn tuyệt đối cho tất cả các vận động viên tham gia, mỗi con đường được test đều phải qua nhiều lần kiểm tra và đánh giá. Với mong muốn tạo ra một hành trình đầy hấp dẫn và thách thức, ban tổ chức lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc chọn lựa con đường phù hợp đến việc thiết kế bản đồ đường chạy. Mỗi đoạn đường đều được xem xét